Bạn đã xem group đăng chụp clip số từ đầu phần mình để tài tập tam đàn channel YouTube Việt Mai. Thay ní cực xem xong thì các trên nội video mới tiết nhé. Tiếp theo chúng mình tham tá dương an prapra này cam vị thị business show đã update mới phát đầu từ Facebook page một cái business show đúng bạn đã được biết nè. Tam vị tu sắp lấy iPhone. Nên chẳng dương khơi thả viên cứ chỉ thả áp đẹp thamay mối ta dương ai tiên video mà phở phẹt bằng đại điểm này. Nên khách có biết download Facebook page nâng hỏi hay phật lái ngược tới bắt đầu ô tô một tình. Nên khách có một toàn bằng download. Nên khách download hỏi tại vì ọt bằng thuộc các lọc đồ icon ta dương thể thuộc bạc mình. Một lần trông tới đó là thiên là bắt cho bạn cơ sông của rụng đứng ở con tới đó bốn bốn sợi ở mùi đại bàn phát đó là chìa cả đồ đó rụng cho bạn chìa nung lục khai mùi bỏ thống xa áp nền tên chẳng sông ở con bốn sợi ở mùi bóng đá sông ở miền sông có hiệp lõ hay ở sĩ căn tại miền bàn hay quát miền business chìa nẹ lục lê rồi có chìa nên lúc ở quán xếp xe chớn có sông ở căn để lúc đại thang tiết và sông ở quần ở đây dương có sông nghĩa mọc căn thiên bọt dương vĩnh nè thật ta dương thử thua mít đầm bấy ác pra business của bạn bạn sông chơi bạn đầm bấy từ tù bàn ở vầy đi chì ca pra thầm mấy có đôi chì ca update thầm mấy bì Facebook page từ chì business Facebook shoot nâng bà chẳng dương thử vị thị xa chỗ bờ nè tặng ọc ni miền bàn download ni rùi nè Facebook page nâng vì ai nâng update đồ icon automatic bờ sân chỉ nè ạ toàn download tì ở lấy dương chỗ mà nè chỗ màu App Store ni máu chỗ màu App Store nâng hai nè tặng ọc ni chỗ từ cái lãnh tạch nâng vay bị thá nhưng vay tam bị đài ông đi tới cứ việc hụt tờ automatic nhưng vay bị thá Business Manager rồi có Facebook page nè vay bị Facebook và Facebook nè Facebook page nè nó cứ Facebook page app chẳng select máu cứ vi lụt nè thiết bất tới cứ cái bàn bấm lại vì cái bàn update đồ icon pi Facebook page tới chỉ Facebook business shoot chẳng bàn nó không khả năng nè download cái lại ní vì phải bị thay gẹt được cái gì chẳng tới chẳng đào xa tại trong bàn download rồi chẳng vi lụt bị update chẳng nhầm select là vì bà nếu bây giờ dừng select máu vì chấp đam ô tô mà tích thực cả download đấy nè ở lần đấy vì chấp đam download đấy chẳng dừng rung chạm mình tích ao việc complete hết dừng châu từ mức icon mình đấy bà xong rung chạm này cả download nè dừng khởi thanh này cứ việc công tác download icon này cứ việc load nơi tung chít lường từ đài thế hay vì cái phong tập hợp bị loading ta vì nâng min lệch nặng bài bản nâng pi để vì complete bài dừng rung chạm mở tiếng ngọc này ở lần này vì chấp đam đầu bị loading mà hợp bị thay installing mình nị dừng khởi bị nâng càng cầu này nè mình để thay vì cái phong tập lập đầu chắc nâng pi để vì ban complete phim cứ vì ban lập đầu phim từ chia bị thay business shoot chắc bản thân chỉ dừng nghĩ mau lơ cái lại app store bao dương vĩnh vì cái lại này vì đâu bị tha open nên chẳng dương mơ mà lờ nì vĩnh vì bạn đấu chẳng nhóm sông châu tờ mơ chùm nói mà chùm nuốn ở chùm bố ca pra ta vì mình lại nặng bạc mạch chẳng nhóm sông thức khá click tờ lờ ép mùi ní bạc xa mẹp ca châu máu cứ vì mình lại nặng đâu chỉ trong bàn bằng hàng ca bì video lực môn chẳng nì bà cứ vì mình home vì mình new feed vì mình cái lại ở dương thưa ca bà bỏ hó nè dương select chân thân nè dương chỗ từ bỏ hó rồi cái thử like the say status thời chân thân bà dương mình cái lại message nè message nè bà nâng sitting nè menu mà chân luôn là mình được không nâng chân dương khơi nâng cái lại nâng hói bà nè cứ chỉ cả update thầm ấy chẳng đảm bây tờ tool ban này ca pra này ca update thamay rồi bỏ business shoot mùi ní dương cụ tờ thơ tam lẹc nạ đôi mạnh mạnh nế bà hào ý nâng business shoot ní cứ vì tùm rơi ở dương thư ca config cho mùi nâng Instagram đảm bây dương thư ca group girl mình nê tha one place manage two item
កន្លែងមួយអាចគ្រប់គ្រង2 app បានណាមានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅលើ page គ្រប់គ្រងទៅលើ Instagram ឬក៏ IG បាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Business Shoot ដែលឃើញថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយគេបានធ្វើការ update វាក្នុងគោលបំណងចង់ធ្វើការចំបាច់ចូលគ្នារវាង Facebook Page ជាមួយនឹង Instagram ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា IG ពីព្រោះថា Facebook Page ឬក៏ IG យើងឃើញមានអ្នកលក់ online មានន័យថាអ្នកធ្វើ business តាម online នេះច្រើនលក់ផលិតផលណាអញ្ចឹងគេដឹងថាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលគេទាញពីនឹងចូលគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចូលទៅក្នុង business shoot ទៅគឺមានន័យថាអាចគ្រប់គ្រងទាំង check មួយ page ក៏បាន Instagram ក៏បានណាដើម្បីកុំឲ្យវាងាកចេញ select ឲ្យចេញ page មួយចេញ app មួយហើយចូលទៅ app មួយទៀតណាក៏មកមានការលម្អបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេខំបាយវាច្របាច់ចូលគ្នាតែមួយដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃដែលមានការ update ពី Facebook page ទៅ business shoot នេះយើងឃើញអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ Instagram ដែលគាត់បុះផ្ដាច់ខ្លួនតែមួយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខូច ad account យ៉ាងច្រើនមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ ad account នៅក្នុង Instagram ណាគាត់ប្រើប្រាស់ ad account នៅក្នុង Instagram ហើយប៊ូមនៅក្នុង Instagram តែមួយដែលមិនទាក់ទងជាមួយនឹង Facebook page អញ្ចឹងឃើញខូចច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់គំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែមានការ update គេចង់ឲ្យយើងងាកទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ business shoot ដូច្នេះប្រហែលជាអាចមាន effect ឬក៏ផលប៉ះពាល់ខ្លះជាមួយនឹង Instagram ផងដែរនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសូមបណ្ឌិតអរគ្នាជួយធ្វើការចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីអាចឲ្យគាត់យល់អំពី business shoot ហើយមួយទៀតសូមកុំភ្លេច subscribe channel YouTube វីខ្មែរផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលជាចំណេះដឹងដើម្បីអាចធ្វើបាននឹងជាតិចនិចថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទដែលជា admin នៃ channel YouTube ពីខ្មែរបាទសូមអរគុណ